Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 2 tháng 4 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Giao ban nội bộ ngành tổ chức xây dựng đảng quý 1 năm 2024. Pleiku, hồ sơ giao dịch chuyển đổi mục đích sử dụng đất có xu hướng tăng. Quý 1 năm 2024, Gia Lai ghi nhận 288 ca mắc sốt xuất huyết. Hơn 1.300 chân chạy tranh tài ở Krungpa Half Marathon. Lãnh đạo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai gặp mặt các cơ quan báo chí. Một cá nhân bị xử phạt hành chính 162,5 triệu đồng vì hành vi phá rừng. Sau đây, mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng ngày 1 tháng 4, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban nội bộ, ngành tổ chức xây dựng đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh đã bám sát nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và chương trình công tác đã đề ra để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác tham mưu điều động, bố trí sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Trong quý 1, toàn đảng bộ đã kết nạp được 358 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 66.300 đồng chí. Cùng với đó, Ban tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu Ban thường vụ tỉnh ủy ban hành quyết định trao tặng huy hiệu đảng các loại cho 419 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2024. Trong đó tiếp tục triển khai chương trình công tác năm 2024, đảm bảo tiến độ chất lượng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp lớn về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục tham mưu thực hiện kết luận số 21 KNTW của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa. Trước thời điểm luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành, lượng hồ sơ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đang có xu hướng tăng. Ngày 18 tháng 1 năm 2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai năm 2024, thay thế luật đất đai năm 2013. Trong các tháng đầu năm 2024, theo ghi nhận tại Trung tâm Hành chính công Bưu điện tỉnh, về tổng thể số lượng hồ sơ giao dịch liên quan đến đất đai không tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lượng hồ sơ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất bắt đầu tăng. Trung bình một ngày, chúng tôi tiếp nhận khoảng 150 bộ hồ sơ liên quan đến đất đai. Số hồ sơ này chủ yếu là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, cập nhật thông tin cá nhân theo căn cước công dân, tặng cho thực hiện giao dịch bảo đảm. Qua theo dõi từ đầu tháng 3 đến nay, số lượng hồ sơ liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất bắt đầu tăng so với các giao dịch khác. Cũng từ đầu năm đến nay, thông qua số thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ lẻ trong dân cho thấy chưa có sự biến động về lượng hồ sơ, về số tiền. Hầu hết hồ sơ liên quan đến đất đai là chuyển mục đích sử dụng đất. Về bảng giá đất hiện nay, đang áp dụng theo quyết định số 09QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định về bảng giá đất đai giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn thành phố. Về cơ bản, giá đất vẫn đang ổn định, chỉ một số vị trí tuyến đường là áp dụng hệ số K. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến hết quý 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 288 ca mắc sốt xuất huyết và 166 ổ dịch sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Qua nắm bắt tình hình, ngành y tế phối hợp với các cấp ngành địa phương tiến hành xử lý các ổ dịch. Qua xử lý đã khống chế 156 ổ dịch, hiện còn 10 ổ dịch đang tiếp tục khoanh vùng xử lý theo quy định. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai tiếp tục đôn đốc hướng dẫn trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn, điều tra vector và ghi nhận xử lý ổ dịch kịp thời, tránh dịch bệnh lây lan và bùng phát. Sáng ngày 1 tháng 4, tin từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Krungpa tỉnh Gia Lai cho biết, giải chạy Krungpa Half Marathon 2024 với chủ đề Theo bước chân cư trú Đờ Lê Gia sẽ có sự tham gia của 1.310 vận động viên trong và ngoài tỉnh. Trong số này, có 678 vận động viên ở cự ly 3 km,
465 vận động viên ở cự ly 5 km và 102 vận động viên ở cự ly 10 km và 65 vận động viên ở cự ly 21 km. Giải sẽ chính thức diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tại huyện Krông Pa và trước đó một ngày là buổi phát ray kit cho vận động viên từ 14:30 đến 18:00. Theo kế hoạch, các vận động viên ở cự ly 21 km sẽ xuất phát sớm nhất lúc 4:30, cự ly 10 km xuất phát lúc 4:45 và cự ly 5 km xuất phát lúc 5:15 và cự ly 3 km xuất phát lúc 5:30. Các cự ly 3 km, 5 km và 10 km đường chạy chủ yếu đi qua các cung đường của thị trấn Phú Túc. Ở cự ly 21 km, các vận động viên sẽ xuất phát từ công viên Phú Túc, sau đó chạy qua nhiều nơi có khung cảnh đẹp như cánh đồng Phú Cần, cầu Phú Cần, đường Trường Sinh Đông, cầu Gia Rờ Móc, vân vân. Ở mỗi cự ly, ban tổ chức sẽ trao giải cho 10 vị trí cán đích đầu tiên với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn. Ở cự ly 3 km, giải nhất giành được 1 triệu đồng, 5 km giành được 1,5 triệu đồng, 10 km giành được 2 triệu đồng và 21 km giành được 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải phụ cho vận động viên nhỏ tuổi nhất và vận động viên lớn tuổi nhất. Chiều 31 tháng 3 tại thành phố Pleiku, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai nằm trong hệ thống y tế GEM, gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai, Bệnh viện Mắt Kon Tum, Phòng khám đa khoa Simed Phù Đổng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược phẩm Cao Nguyên và An An Clinic và Spa. Tại buổi gặp mặt, ông Lê Đình Trọng, Chủ tịch Hệ thống Y tế GEM, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua đã có sự phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền. Qua buổi gặp mặt Hệ thống Y tế GEM nói chung, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai nói riêng, mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương cùng phối hợp tuyên truyền giúp người dân trên địa bàn tỉnh có cái nhìn tổng quát về những đóng góp của Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đơn vị sẽ tiếp tục cố gắng hợp tác, phát triển và đưa các kỹ thuật tiên tiến hiện đại giúp người dân được chăm sóc sức khỏe đôi mắt một cách tốt nhất. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Kiên, Tổng biên tập báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết, Hệ thống Y tế GEM nói chung, Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn Gia Lai nói riêng góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn Gia Lai và các tỉnh lân cận. Trong đó, bệnh viện đã góp phần rất lớn trong việc phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp phaco, từ đó giải phóng mù loà cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mong rằng thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình và giúp người dân được thuận lợi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khám bệnh và điều trị các bệnh lý về mắt một cách tốt nhất, không phải tốn kém nhiều chi phí và thời gian đi tuyến trên điều trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Vương, sinh năm 1985, trú tại thôn 3 xã Trà Đa, thành phố Pleiku, với số tiền 162,5 triệu đồng do phá rừng trái pháp luật. Bên cạnh xử phạt hành chính 162,5 triệu đồng, quyết định còn buộc ông Nguyễn Quốc Vương trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng cho đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng tại tỉnh Gia Lai tại thời điểm vi phạm hành chính với diện tích là 4.400 m². Ông Vương phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ông không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 21 tháng 3, Hạt Kiểm Lâm huyện Krông Pa phát hiện và lập biên bản vụ phá rừng tự nhiên xảy ra tại lô 11 khoảnh 1, lô 12, lô 29 khoảnh 2 và lô 16 khoảnh 7, tiểu khu 1327 xã Chư Rờ Căm. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 4.400 m² rừng tự nhiên, quy hoạch rừng sản xuất. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tịch thu tang vật là một máy cưa xăng nhãn hiệu Zeno xuất xứ Trung Quốc đã qua sử dụng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 3 tháng 4.